Mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đến với mọi người với bài đọc tiếp theo. Mọi người ai có yêu thích kênh của mình thì đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những bài đọc hay tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mình sẽ đọc bài đọc có tựa đề là Các bạn nghĩ sao về tình bạn khác giới của tác giả Hồng Vân. Có tồn tại hay không một tình bạn trong sáng giữa nam và nữ? Sẽ có người tin, có người không tin, nhưng tất yếu chỉ khi ta trải qua ta mới có thể hiểu được. Và đối với tôi đặc biệt không tin tưởng nó, bởi vì tôi đã trải qua và tôi cảm nhận không mấy ai tiếp xúc với một người khác giới lâu ngày mà không nảy sinh tình cảm. Còn tôi thì là 1% ngoại lệ so với những người đó. Tôi có một người bạn thân 3 năm rồi. Tình cảm thì rất tốt, quan hệ cũng được xem thân thiết. Tôi luôn xem cậu ấy như một tri kỷ, như một người anh em thân thiết. Tôi đối với cậu ấy là vậy đó. Nhưng cậu thì lại không. Cậu ấy thích tôi cũng vỏn vẹn 3 năm rồi. Thổ lộ thì có đó, nhưng đều bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác. Lần này vừa trọn 8 lần. Không hiểu sao, sao là thổ lộ của cậu ấy. Sau lời từ chối của tôi, chúng tôi vẫn có thể thân thiết như thế. Hoặc là cậu đã quá quen với việc bị tôi từ chối, hoặc cậu không có nhiều hơn mấy hy vọng vào việc tôi sẽ đồng ý. Tôi đơn giản muốn có một người bạn bên cạnh chia sẻ những lúc vui vẻ, buồn bã. Cậu ấy giản đơn, với hy vọng được bên tôi. Thích một cách không ồn ào nên chúng tôi bỏ qua mọi việc. Bỏ qua việc cậu sẽ thích tôi như nào và tôi sẽ từ chối ra sao, mà tiếp tục đồng hành cùng trên danh nghĩa bạn bè, và chỉ là bạn bè sẽ không hơn không kém. Nhưng sau tất cả những lời từ chối tuyệt tình đó của tôi, sau những lần tôi làm cậu tổn thương và tất cả những tình cảm của cậu bị tôi phủ phàng chối bỏ, cậu sẽ chịu đựng được bao lâu? Tôi không biết được cậu sẽ còn có thể bên tôi như vậy được bao lâu. Chỉ muốn nói cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, cảm ơn vì luôn bên cạnh tôi, và tôi xin lỗi về mọi thứ. Xin lỗi vì không thể chấp nhận được tình cảm của cậu. Tôi và cậu sẽ mãi không thể vượt qua được ranh giới bạn bè. Tôi mãi không thuộc về cậu. Cậu cũng chỉ ở mãi ở đó và chỉ có thể ở đó. Đằng sau cái danh bạn bè mà tôi tạo ra, mong cậu sẽ đặt tình cảm sau này cho một người tốt hơn, biết trân trọng cậu và sẽ yêu thương cậu nhiều hơn. Tôi mãi sẽ ủng hộ và chúc phúc cậu, bạn thân của tôi.